chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ tư, ngày 31 tháng 1. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tiếp và đối thoại với công dân. Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long tiếp tục đến thăm chúc Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 tại các cơ quan đơn vị trong ngoài tỉnh, các gia đình chính sách. Vĩnh Long có 21 phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Sôi động chợ đêm Vĩnh Long những ngày giáp Tết. Sáng nay, ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã tiếp và đối thoại với bà Nguyễn Thị Quàng và ông Nguyễn Văn Quý, ngụ ấp Phú Hưng, xã Quà Phú, huyện Long Hồ. Tham dự buổi tiếp và đối thoại có đại diện lãnh đạo các ban ngành đoàn thể liên quan. Tại buổi tiếp và đối thoại, bà Nguyễn Thị Quàng và ông Nguyễn Văn Quý kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết khiếu nại quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Hồ, trong đó yêu cầu nâng giá bồi thường đất trồng cây đầu năm, nâng giá bồi thường nhà, nâng mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm, hỗ trợ ổn định sản xuất và hỗ trợ tái định cư do ảnh hưởng bởi công trình xây dựng đường từ quốc lộ 53, khu công nghiệp Hòa Phú, đường tỉnh 99B, đường Phú Lộc, Bào Gốc, quốc lộ 1, tỉnh Vĩnh Long, đoạn qua huyện Long Hồ. Sau khi đại diện thanh tra nhà nước tỉnh Vĩnh Long báo cáo kết quả xác minh và ý kiến của các ban ngành đoàn thể, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chia sẻ những khó khăn của các hộ dân khi bị thu hồi đất để thực hiện công trình giao thông và khẳng định các quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Hồ về việc giải quyết khiếu nại của các hộ dân đều đúng với quy định của pháp luật. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết thời gian qua, công tác bồi hoàn hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất của người dân để thực hiện các công trình dự án công ích đều được các địa phương, các sở ngành thực hiện đúng quy định của pháp luật và có vận dụng hết các cơ chế chính sách để có lợi cho người dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lữ Quang Ngời yêu cầu các hộ dân sớm nhận tiền bồi hoàn và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để triển khai thi công công trình phục vụ công ích tại địa phương theo đúng quy định của pháp luật. Sau buổi tiếp và đối thoại lần này, hội đồng xét khiếu nại của tỉnh sẽ xem xét giải quyết và trả lời đến các hộ dân theo đúng quy định của pháp luật. Chiều nay, ông Đặng Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long và lãnh đạo Sở Y tế, Sở Giáo dục Đào tạo đến thăm chúc Tết Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, ông Đặng Văn Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn, ghi nhận sự quan tâm tích cực hỗ trợ của đơn vị, góp phần giúp tỉnh thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đồng thời chúc tập thể Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn năm mới dồi dào sức khỏe và tiếp tục gặt hái nhiều thành công mới trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Trải qua gần 35 năm xây dựng và phát triển, Tân Cảng Sài Gòn đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao về hoạt động sản xuất kinh doanh, giữ vững vị trí nhà khai thác cảng biển hàng đầu Việt Nam trong nhiều năm liền, nằm trong nhóm 17 cụm cảng container có sản lượng lớn nhất thế giới. Sáng nay, ông Hồ Văn Huân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long và đoàn cán bộ của tỉnh đã đến thăm và tặng quà các gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh ủy Vĩnh Long qua các thời kỳ đang sinh sống ở huyện Long Hồ. Tại mỗi nơi đến, các thành viên trong đoàn đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình, chúc năm mới an khang thịnh vượng. Ông Hồ Văn Huân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, thông tin về các gia đình về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng trong năm 2023, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, dạy bảo con cháu, nối tiếp cùng chung sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Cũng sáng nay, Đại tá Trần Minh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long đã đến thăm chúc Tết gia đình các tướng lĩnh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh qua các thời kỳ trên địa bàn thành phố Vĩnh Long. Tại mỗi nơi đến, Đại tá Trần Minh Trang thăm hỏi sức khỏe các đồng chí, nguyên lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và gia đình, chúc các gia đình đón mừng năm mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và trao tặng quà Tết của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho các gia đình. Đại tá Trần Minh Trang vui mừng thông báo kết quả công tác quân sự quốc phòng địa phương của tỉnh trong năm 2023. Trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long là đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Lần đầu tiên sau khi tái lập tỉnh đạt cờ thi đua của chính phủ, đơn vị đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và trang bị trong huấn luyện, diễn tập, làm tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu, chăm lo tốt đời sống cho bộ đội.
Cũng trong sáng nay, Đại tá Trần Minh Trang, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long đến thăm và chúc Tết các bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Vĩnh Long, biểu dương những nỗ lực của lực lượng vũ trang thành phố đã đạt được trong năm qua. Đại tá Trần Minh Trang yêu cầu lực lượng vũ trang thành phố làm tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tết Nguyên đán, phối hợp với các lực lượng khác giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, làm tốt công tác tuyển quân, bổ sung điều chỉnh hệ thống các kế hoạch sẵn sàng chiến đấu. Sáng nay, đoàn lãnh đạo của Thị ủy Bình Minh do ông Trương Đặng Vĩnh Phúc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc Tết các cơ sở tôn giáo trên địa bàn thị xã. Tại các điểm đến thăm, ông Trương Đặng Vĩnh Phúc đã tặng quà chúc Tết và thăm hỏi sức khỏe các chức sắc chức việc tu sĩ, đồng thời biểu dương các cơ sở tôn giáo đã thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát huy sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc. Ông cũng mong muốn các cơ sở tôn giáo tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào Phật tử, bà con giáo dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Sáng nay, bà Lê Thị Thúy Kiều, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng ở huyện Trà Ôn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tại mỗi nơi đến, bà Lê Thị Thúy Kiều thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc những đóng góp to lớn của các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, gia đình có công với cách mạng. Dịp này, bà gửi tặng mỗi gia đình một phần quà trị giá 500.000 đồng, chúc gia đình đón xuân mới vui tươi, an lành, hạnh phúc, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, luôn là tấm gương sáng để giáo dục con cháu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng đổi mới và phát triển. Sáng nay, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long cùng lãnh đạo Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo đến thăm chúc Tết lãnh đạo Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Tại các đơn vị, thay mặt lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh trân trọng cảm ơn, ghi nhận sự quan tâm hỗ trợ tích cực của các đơn vị, góp phần giúp tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đồng thời chúc toàn thể y bác sĩ, nhân viên các bệnh viện năm mới dồi dào sức khỏe và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long mong muốn trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục phối hợp hỗ trợ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cao cho các đơn vị y tế trong tỉnh. Trong năm 2023, Bệnh viện Thống Nhất tích cực chỉ đạo tuyến chuyển giao nhiều kỹ thuật chuyên sâu cho Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long. Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cũng tăng cường nhiều nhân sự chuyên khoa hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa tỉnh nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, nhất là thời điểm Tết Nguyên đán đang đến gần. Những ngày qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã vận động trao tặng nhiều phần quà xuân, góp phần giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn có một cái Tết đủ đầy, ấm áp. Để góp phần chăm lo Tết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn, ngay đầu năm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động nguồn lực, triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội. Theo đó, nhiều hộ gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, mồ côi, khuyết tật đã được trao tặng những phần quà xuân ý nghĩa. Nhờ mặt trận mà vận động cho quà đường bột ngọt, rồi gạo nữa, cô cũng cảm ơn nhiều dữ lắm, cô vui mừng. Được nhận quà rồi mừng lắm, nhận được gạo, rồi mì, rồi bột ngọt, đường, rồi dầu ăn. Rồi nước mắm, nước tương, có nhận phần quà, ăn Tết, ấm áp lắm, vui vẻ lắm. Ngoài trao tặng quà Tết, trên tinh thần sẻ chia, Mặt trận Tổ quốc còn kết nối vận động các đoàn y bác sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh đến khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân trong tỉnh. Tới đến xuân về, mặt trận vận động là đoàn y bác sĩ này về mà khám bệnh cho dân, người dân rất hài lòng và vui vẻ dữ lắm. Y bác sĩ là rất tận tình. Vui vẻ. Hôm nay được gặp đoàn y sĩ, bác sĩ khám bệnh, tôi rất mừng, được thuốc và được quà nữa. Chúng tôi tạo điều kiện đưa các nhà hảo tâm về đây để chia sẻ đối với bà con, gửi gắm đến bà con chút ít quà. Mong muốn bà con có một mùa xuân an vui, ấm áp.
phát huy truyền thống tương thân tương ái trong cộng đồng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã vận động các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm chung tay thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như Tết sum vầy, phiên chợ không đồng và trao tặng hàng ngàn suất quà Tết đến các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh. Mình đảm bảo cái chỉ tiêu chung là tất cả hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn của tỉnh đều có ít nhất một phần quà để vui sưng đón Tết. Đây là cái chỉ tiêu mà đến thời điểm này thì chúng tôi qua quá trình vận động thì chúng tôi thấy là nhận được sự ủng hộ rất là lớn của các tổ chức cá nhân, của các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh đã ủng hộ, và đến thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận được là hàng tỷ đồng để hỗ trợ cho các cái đối tượng nhân cái dịp vui sưng đón Tết này. Với tinh thần kết nối và sẻ chia thông qua các hoạt động ý nghĩa, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh đã và đang góp phần giúp các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đón một mùa xuân đủ đầy và hạnh phúc, từ đó tạo thêm động lực để các hộ vươn lên trong cuộc sống. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay, Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ trao tặng quy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2 năm 2024 cho đảng viên cao niên tuổi Đảng và trao bằng khen của tỉnh ủy cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. Tại buổi lễ, 5 đảng viên ở 4 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy khối được trao tặng quy hiệu 30 năm tuổi Đảng và 5 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền được tỉnh ủy tặng bằng khen. Lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chúc mừng các đảng viên được nhận quy hiệu Đảng và đảng viên nhận bằng khen của tỉnh ủy, đồng thời khẳng định đây không chỉ là vinh dự, là phần thưởng của Đảng trao tặng cho các đảng viên mà còn là vinh dự đối với Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã có những đảng viên ưu tú với nhiều năm cống hiến cho sự phát triển chung của toàn Đảng bộ. Ban Thường vụ Đảng ủy khối luôn đánh giá cao những đóng góp này và tin tưởng rằng các đồng chí sẽ là tấm gương tiêu biểu để các thế hệ đi sau noi theo. Sáng nay, trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân đợt Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đợt Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm nay, trại tạm giam Công an tỉnh có 11 phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, trong đó có 5 phạm nhân được giảm hết án, 6 phạm nhân được giảm từ 3 đến 4 tháng tù. Trong đợt này, tại nhà tạm giữ công an các huyện, thị xã, thành phố cũng có 10 phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù. Việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân thể hiện chính sách khoan hồng nhân đạo của Đảng, Nhà nước đối với những phạm nhân thực sự biết ăn năn hối cải, tích cực lao động, cải tạo tiến bộ, khắc phục những hậu quả do hành vi phạm tội gây ra, đồng thời là động lực cho các phạm nhân phấn đấu cải tạo tốt để sớm tái hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân có ích cho xã hội. Hưởng ứng lễ hội khai bút đầu xuân Giáp Thìn 2024, sáng nay Sở Giáo dục Đào tạo Vĩnh Long tổ chức hội thi Văn hay chữ tốt bậc trung học. Tham gia cuộc thi năm nay có 24 học sinh trung học cơ sở và 34 học sinh trung học phổ thông trong tỉnh. Các thí sinh thi viết một bài văn nghị luận xã hội trong thời gian 60 phút. Yêu cầu đặt ra đối với Văn hay là có ý sâu sắc, bố cục rõ ràng, mạch lạc, giàu cảm xúc, lập luận chặt chẽ. Còn chữ tốt phải đảm bảo các tiêu chí sắc nét, cân đối, mềm mại, chân phương, nét chữ ổn định, trình bày đẹp. Cuộc thi không chỉ tạo không khí phấn khởi trong những ngày đầu xuân mà còn góp phần nâng cao kỹ năng viết chữ, dung đắp bồi dưỡng tình yêu tiếng Việt cho học sinh trung học. Cũng trong sáng nay, Sở Giáo dục Đào tạo Vĩnh Long tổ chức hội thi viết chữ đẹp dành cho học sinh tiểu học trong toàn tỉnh, có 24 học sinh khối lớp 3, lớp 4 và lớp 5 ở 8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh dự thi. Nội dung thi là chép lại một đoạn văn bản trong thời gian 40 phút với yêu cầu viết đủ, ghi dấu đúng trọng âm và không bỏ dấu ngược. Ngoài ra, các thí sinh cần viết đúng mẫu, cỡ chữ, cân đối về độ cao, độ rộng, chữ viết liền mạch, đều, mềm mại, sáng tạo và mang phong cách riêng, đặc biệt không mắc lỗi chính tả. Hội thi nhằm nâng cao ý thức rèn luyện chữ viết, hình thành nhân cách và tính thẩm mỹ, khơi dậy hứng thú say mê học tập cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở bậc tiểu học. Nhân dịp mừng Đảng mừng xuân Giáp Thìn năm 2024, sáng nay tỉnh đoàn Vĩnh Long phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình tổ chức khánh thành cầu giao thông nông thôn ấp 4. Đây là công trình tỉnh đoàn vận động thực hiện nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh giáo sư viện sĩ anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa.
Cầu có chiều dài 28m, rộng 3m, tải trọng 2,5 tấn, nối liền hai xã Hòa Hiệp và Hòa Thạnh với tổng giá trị đầu tư hơn 480 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban nhân dân huyện, tỉnh đoàn và hội từ thiện cà phê Suối Mơ vận động các tổ chức cá nhân hảo tâm trong và ngoài huyện đóng góp 336 triệu đồng, phần còn lại do ngân sách xã đối ứng. Nhân dân và đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã cùng sinh viên tình nguyện hỗ trợ ngày công xây dựng. Công trình hoàn thành không chỉ góp phần cùng địa phương nâng chất tiêu chí giao thông mà còn tạo điều kiện cho học sinh đến trường an toàn, người dân đi lại, giao thương hàng hóa dễ dàng trong dịp đầu xuân mới. Dịp này, tỉnh đoàn cũng đã trao tặng 20 phần quà cho các gia đình hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Hòa Hiệp, mỗi suất 250.000 đồng từ chương trình trồng và bán hoa gây quỹ tổ chức Tết yêu thương. Trong 2 ngày 31 tháng 1 và 1 tháng 2, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long tiến hành đợt khảo sát các sản phẩm dịch vụ du lịch tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh nhằm đánh giá công tác chuẩn bị phục vụ Tết Giáp Thìn năm 2024. Đợt khảo sát này để giới thiệu sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương với các cơ sở lữ hành trong và ngoài tỉnh, hình thành tour tuyến kết nối du lịch phục vụ đón khách du lịch dịp xuân Giáp Thìn năm 2024. Trong ngày hôm nay, đoàn đã đến khảo sát các sản phẩm dịch vụ du lịch tại khu du lịch chợ nổi Trà Ôn, làng nghề bánh tráng Cù Lao Mây, huyện Trà Ôn, khu du lịch Sala, huyện Tam Bình, số 1 Phàm, huyện Mang Thít và nhà gốm Tư Bui, phường 5, thành phố Vĩnh Long. Theo ghi nhận, tại các điểm, công tác chuẩn bị phục vụ Tết Giáp Thìn 2024 đã được thực hiện cơ bản hoàn tất. Nhiều dịch vụ sản phẩm mới được tổ chức, việc chỉnh trang tạo dựng các điểm check-in cho du khách cũng đã được thực hiện để thu hút du khách. Đoàn khảo sát cũng lưu ý các điểm kinh doanh dịch vụ du lịch cần thực hiện tốt tiêu chí an toàn, thân thiện, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn thực phẩm, quan tâm thực hiện các gói kích cầu để thu hút khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán. Thưa quý vị và các bạn, chợ đêm thành phố Vĩnh Long được xem là một trong những nét đẹp văn hóa và là điểm nhấn của thành phố Vĩnh Long về đêm. Theo ghi nhận của phóng viên thì càng cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, không khí mua sắm tại chợ đêm phường 1 thành phố Vĩnh Long càng trở nên sôi động hơn. Chưa được 7 giờ tối, nhưng các quầy sạp bán quần áo, giày dép tại chợ đêm phường 1 thành phố Vĩnh Long đã đông khách như thế này. Còn mấy ngày Tết mình tranh thủ mình đến chợ đêm lựa quần áo cho con. Giá cả thì nó vẫn vậy, vậy nó không tăng. Chợ đêm phường 1 thành phố Vĩnh Long hiện có trên 100 tiểu thương đang kinh doanh mua bán với đủ các ngành hàng như quần áo, giày dép, mỹ phẩm các loại. Nhận định trước thị trường sẽ sôi động vào cuối năm, các tiểu thương đã chủ động nguồn cung hàng hóa phong phú đa dạng để phục vụ nhiều phân khúc khách hàng. Sức mua tuy có tăng hơn vài ngày trước đó, song so với mọi năm thì giảm mạnh. Chợ đêm mấy ngày nay là sôi động, sức mua của người ta cũng tăng dần và giá cả thì cũng như ổn như mọi năm, không có lên. Mà chợ đêm của mình bây giờ thì nó phong phú, nó đầy đủ mặt hàng. Đặc biệt là cuối năm là mình khuyến mại hàng, mình giảm giá cho mọi người dễ gọi là mua đồ hơn. Ủy ban dân phường 1 cũng đã xin chủ trương Sở Giao thông Vận tải và Ủy ban dân thành phố Vĩnh Long là để cấm các phương tiện vào chợ từ khoảng thời điểm từ 17:30 đến 22 giờ hàng ngày. Bên cạnh đó thì Ủy ban sẽ tổ chức bố trí các điểm giữ xe phù hợp với sức chứa khoảng 1.000 lượt xe hàng đêm. Bên cạnh đó cũng bố trí các chốt an ninh trật tự trong chợ để đảm bảo cho người qua dân tham quan mua sắm được thuận lợi. Thành lập từ năm 2005 đến nay, chợ đêm phường 1 thành phố Vĩnh Long đã trở thành địa chỉ quen thuộc để người dân đến tham quan mua sắm. Vào những ngày giáp Tết, không khí mua sắm nhộn nhịp tại chợ đêm càng làm không khí ở thành phố sôi động hơn. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội Tết Việt là hoạt động diễn ra thường niên tại nhà văn hóa thanh niên ở thành phố Hồ Chí Minh mỗi dịp Tết đến xuân về. Trải qua 17 lần tổ chức, sức hút từ sự kiện vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Từ khi khai mạc vào ngày 24 tháng 1 nhằm ngày 14 tháng Chạp âm lịch, thì mỗi ngày có hơn 10.000 lượt khách đến tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm các hoạt động du Tết truyền thống tại đây. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với những hình ảnh về một không gian văn hóa rực rỡ, sinh động và gợi lên nhiều cảm xúc ấm áp trong khoảng thời gian chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.
Thưa quý vị và các bạn, lễ hội Tết Việt Giáp Thìn 2024 với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, giúp lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống. Lễ hội còn là dịp để quảng bá hình ảnh con người, nét đẹp văn hóa của thành phố Hồ Chí Minh hiện đại. Đến đây, chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để xem lại chương trình này, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web www.thvli.vn hoặc tải ứng dụng THVLI trên Google Play và App Store. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.